Gastro Power One Ultimate mới với công thức 5 trong 1 cho hiệu suất cực đỉnh. Hey, 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 put your hands up. Hey, hey, we are having RIC team where we want some Rafi. Tích cực, vượt xa, nắm bắt, khao khát, không thể dừng lại, ở vặt, xung phát, đánh đổi, chấp nhận, nhận điều, mất mát. Để có hôm nay con người look at who gonna so fresh, pick it up, pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Tâm sáng là vì chờ cái mơ đen cần, không có gì cho ta là không làm được. Nào khó khăn, nào gian khổ, nhưng không bao giờ phải chú đầu hoàng. Sáng dễ đi lên cho đang đâu, phát hành âm thông ra tay go. Không được chung bước, on my way, đưa chân lạ lướt, on my stay. Kiếm với tiền tỷ để bỏ vào ngân hàng, lấy đứa thành thích cùng đi con xe vay. Cuộc sống này có bao nhiêu lâu để cho ta khi tâm hợp đồng, viết tiếng thực phẩm, đợi cho đam mê được tỏa sáng. Sáng trôi lên chỉ có thấy nhau, không thấy mặt chỉ có thấy flow. Cảm cuốn đầu có sẽ giữ lâu, dây chiên vang tiếng hát không phải chữ đâu. Sáng trôi lên chỉ có thấy nhau, không thấy mặt chỉ có thấy flow. Một tin được sáng vẫn luôn phía trước, không được để mình lùi về phía sau. Cho màn đêm bừng sáng khi anh chăm nó lên. Lưu lượng anh hào quang, đam mê chăm nó lên. Level up ngày tháng, working chăm nó lên. Money in the bank, homie chăm cơn mê nó lên. Let's go. Chăm nó lên, chăm cơn mê nó lên. Chăm nó lên, chăm cơn mê nó lên. Chăm nó lên, chăm cơn mê nó lên. Chăm nó lên khi mà Fizzy on the flow, yeah. Chăm nó lên, nói là biz made sneakers now, yeah. Như gã chẳng cử mang ước mơ tìm đến kho báu trong mảnh bóng. Qua bao lâu, như là ta mà biết đã hồi chung vào nhau, yeah. Một cuộc sống mới đang bắt đầu, cố gắng để tốt hơn hôm qua, yeah. Khó khăn thì cũng không lạc đầu, đam mê chăm chút cho đàm hoa. Anh hào quyết nên sẽ tự tỏ ra, qua thời gian nó sẽ tự tỏ ra. Just do it. Nghe ra bỏ ra, we gon' surprise like a star. Như là kim cương giáp lần hoa vô thường, làm hết bức tranh năng lượng này lan tỏa. Cứ tiếp tục bước về phía trước, không là nhất chẳng phải thường. Để ta phất lên như con tàu khai hỏa. Còn rồng châu Á, ta muốn đi thật xa khi nhiều huyết con ác liền. Sau bao nhiêu lần vấp ngã, từ miền trung đất Việt ta vòng qua đến đất Việt. Một khi đã bước vào Việt, ta bước phá với ta nhớ. We gon' pour, đưa hai tay lên yeah. Khi anh đang thăng hoa, I'm so high. Liên liên ích trên yeah, em có thể xin lo. I'm so high, yeah homie bên ta. Energy đang ra, flow you ra. Ta chỉ như tên nhân sinh ra. Gặp anh đi mùi happy tới đây ra. Trong màn đêm bừng sáng khi anh chăm nó lên. Let's get it. Để được anh hào quang, đam mê chăm nó lên. What? Level up ngày thay, working chăm nó lên. Money in the bank, homie chăm cơm mê nó lên. Hey, chăm nó lên, chăm cơm mê nó lên. Chăm nó lên, chăm cơm mê nó lên. Chăm nó lên, chăm cơm mê nó lên. Yo, everybody clap your hands. Clap, clap, clap. Thật sự bùng nổ nha. Đã thiệt là đã luôn á. Tôi rất là thú vị nha, tôi rất là thích nha. Cái gì mà bling 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 24k trên da là của em dạ, phải không? Em à. Yeah. 24k bling bling ngay trên da. Em có thể sang loa flow như ra ta ta ta. Chỉ nhìn tay khi sang ra. Cái money đua hết mấy thứ đánh giá. Yeah. Thế cưng không quý vị? Tôi đang thấy Binzy và Suboy khá phấn khích. Xin hai bạn cho biết ý kiến ạ. Khi mà hai bạn ra là cả cái hội trường này đứng lên một cái. Thì Su cũng thấy là hai năng lượng rất là đồng đều, cả về lyrics, cả về cái presentation trên sân khấu. Và hôm nay Ka đã bị OIC thần hóa thành con bạch tuộc nữa. Dạ. Dễ thương chứ. Bin thấy sao? Một màn trình diễn rất là hay, một cái sự pha trộn rất là tuyệt vời. Anh nghĩ không thể nào mà làm cho nó tốt hơn được nữa. Giữa những cái lỗ hổng của Rick ở trong cái flow đã có ép rất là tinh tế bè vào. Và em làm cái điều đó rất là tuyệt vời. Cộng với một cái giọng của Rick dày cộp chạy xuyên suốt một bài hát. Và cái điệp khúc quá tuyệt vời. Amazing.
Thì ta ăn cơm sườn thì có đồ chua với nước mắm rất là hợp lý, đẩy vô đúng chỗ, mỡ hành rồi đó quý vị, cho dĩa cơm thêm. Dạ đây. Cao Riết ơi, em hơi thẫn thờ với một cái sự mà bùng nổ như vậy. Em ngồi bình tĩnh uống Pepsi nhẹ nhàng. Đây là cái tiết mục nãy giờ này, em chăm chú em coi nhất từ đầu tới giờ. Mới có 2 tiết mục à? Tiết mục số 2 là số nhiều rồi. Ok. Ok. Ở những cái chỗ mà RAC thể hiện, F đều hỗ trợ xuyên suốt. Và anh thấy ở F á, em có những cái đoạn mà khi beat nó off á, em làm những cái đoạn đó là những điểm nhấn cho sân khấu nó bùng nổ. Tụi em không làm cho sân khấu chết, và điều đó rất là tuyệt vời tạo nên một nghệ sĩ. Cái mình nói là năng lượng. Cô Huy thấy thế nào, có hài lòng với phần trình diễn vừa rồi không? Cảm ơn các huấn luyện viên đã dành lời khen cho team của Huy cũng như là hai bạn. Tuy nhiên F quên một khúc backup cho RAC. Cái đó là lỗi nhỏ mà. Thì sung quá, lâu lâu quên. Hai vị giám khảo nghĩ sao về phần thi vừa rồi? Phải nói đây là một sự lựa chọn rất là thông minh từ anh Wowy. Hai bạn thật sự đã rất là tỏa sáng và vượt trội hơn. Cả RSC và cả F đều sở hữu cái chất giọng rất là hay, rất là bắt sân khấu và cực kỳ hợp với cái dòng nhạc này. Đối với RSC thì có một số điểm nhỏ xuất phát từ cái chất giọng khàn của em, nó sẽ khiến khó để mà nghe được cái lời hơn một chút so với cách phát âm của F. Và F thì thật sự bạn đã chơi một cú rất là liều khi mà bạn cắt luôn nhạc một đoạn. Và bạn fast flow ở đó, đó là một con dao hai lưỡi. Nếu mà thành công nó sẽ tạo cái sự bùng nổ gấp 10. Nếu mà thất bại nó sẽ bị phản tác dụng rất là lớn và làm chệch nhịp cả bài hát. Nhưng mà xin chúc mừng em đã làm rất thành công cái điều đấy. Và cũng không thể quên nói là ngay khi trong đoạn fast flow đấy, anh cũng để ý có một tiểu tiết, đó là RIC đã đệm bè để giúp em có thể bắt nhịp thêm đoạn đó trước khi vào nhạc. Và điều đó anh cũng rất là respect RIC. Yeah. Tuyệt vời bầu ơi, tuyệt vời. Một cái vòng thi mà tôi thấy là thí sinh họ rất là yêu thương nhau, rất là tôn trọng nhau và hỗ trợ cho nhau. Gastro Power One Ultimate mới với công thức 5 trong 1 cho hiệu suất cực đỉnh. Có một cái thắc mắc từ RIC từ vòng trước, anh đã có tỏ cái lòng mong muốn là em có một cái lyric nó rõ hơn, khác biệt hơn so với cái vòng đầu, thì ở đây anh vẫn chưa được thấy rõ. Đấy, nhưng mà cái năng lượng về vocal của em vẫn rất là tốt. F thì cái bản năng viết bài, viết nhạc của em tốt. Tuy nhiên có một chút về phần đặt melody trong rap, anh thấy nó hơi phô so với cái cao độ nên có của một cái phần rap melody trong bài này. Đấy là điều từ F mà anh thấy tiếc. Yeah. Em rất sáng tạo nhưng mà cái phần sáng tạo nên tiết chế lại một chút để cho cái phần của mình nó hoàn hảo hơn. Ok. Tôi cũng xin được hỏi ý kiến của các huấn luyện viên còn lại. Đầu tiên là Suboy, nếu là người lựa chọn, em sẽ chọn ai đi tiếp? Wow. Câu trả lời này thật sự rất là khó luôn á. Nếu mà một bạn không được chọn thì sẽ rất là tiếc. Công tâm và khách quan thôi. Ừ. Thì nếu mà mình nói một cách dễ hiểu đơn giản nhất thì là F. Suboy chọn F. Binzy. Thật sự cái giọng của RIC như em biết từ ngày vòng loại em đã rất thích. Cũng như T với Thiện có nói, cái phần lyrics của em nó không có strong lắm, nhưng mà đối với anh cái đó không cần thiết. Và anh biết được cái giọng này sẽ làm được những thứ bù đắp vào cái lyrics đó. Riêng về F, anh cũng biết được cái điểm mạnh của em từ trước khi em có mặt ở chương trình này rồi. Và những cái điều đó được em đem lên dùng ngay trong bài hát này luôn. Và em đang làm rất là tốt nó. Nếu bây giờ đặt hai bạn lên bàn cân để chọn thì thực sự rất là khó. Nhưng nếu mà dựa trên cái màn trình diễn lần này thôi, anh sẽ chọn Rick. Dạ. RIC. Một điều, Carrick. Những cái mà F làm, em nghĩ cũng có nhiều người khác làm được điều đó. Nhưng mà để có một người backup và hỗ trợ một cách có năng lượng như Rick thì rất khó. Em nghĩ em sẽ chọn Rick. Yeah, 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 yeah. Xin mời sự lựa chọn của ban giám khảo. Ai sẽ là người đi tiếp? Này anh Wowy chơi cái quả quá là khó. Tại vì là ai cũng truyền được lên đây năng lượng cực kỳ là mạnh ấy.
cái yếu tố mà để bọn mình quyết định nó chỉ là một phần rất nhỏ dựa vào những cái điểm nhấn mà các bạn tạo ra trên sân khấu thôi. Và đó là người đi tiếp sẽ là F. Xin một tràng pháo tay cho RIC và chúc mừng F. Mình vừa thi xong bài thi vòng 2 của mình và nhận được rất là nhiều lời động viên, lời khen tích cực từ các huấn luyện viên và ban giám khảo. Và mình sẽ cố gắng để đưa team Huawei tiến xa hơn à. Hãy chờ đón Rap Việt nha. Từ là để đi vào những vòng trong á thì mình sẽ cần những cái khả năng thích ứng nữa. Cái chuyện mà lyrics với lại flow và này kia chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau trong tất cả những bạn ở trong team, cho nên Su chắc chắn là em sẽ đi được thêm một bước nữa. Yeah, love you so much. Trước hết thì xin cảm ơn tất cả mọi người ở đây. Hôm nay em thấy rất là vui và khá là phấn khích, và em nghĩ ai đây cũng thấy được cô em được cái gì đó. Em sẽ không để phụ lòng mọi người đâu ạ. Dạ, cảm ơn. Và xin một lần nữa chúc mừng cho RIC, người đầu tiên được cứu ngay trực tiếp trên sân khấu, thưa quý vị, bởi Superboy. Giỏi lắm. Và kể từ giây phút này, RIC sẽ là một thành viên của đội Superboy. Em ơi, giờ em là con nhà người ta rồi nha. Rất tuyệt vời em. Cao Ly ơi, Cao Ly kìa. Thôi bỏ ra đi. Yeah, cảm ơn chị Superboy đã quăng cái mũ vàng cho em về đồ với chị. Em sẽ không bao giờ để cho chị thất vọng nữa. Let's get it. Huawei ơi, nếu một ngày nào đó RIC loại một người nào đó của đội Huawei ở những vòng sau, thì lúc đó có còn yêu thương nhau như ngày đầu hay không? Không. Không. Quý nghĩ cái tình cảm Superboy dành cho thí sinh RIC giống như là ánh sáng mặt trời, và Huawei rất là cảm kích điều đó. Huawei rất là cảm ơn Superboy đã keep it up cho nhân tài RIC. Huawei sẽ nhớ cái ơn này của Superboy. Yeah, ok. Và cái lúc thí sinh của đội Superboy mà có thể loại được thí sinh của đội Huawei, chúng tôi sẽ phát lại câu này nhiều lần để quý vị được nghe. Ok, hãy chờ đến giây phút đó quý vị nhé. Đón xem Rap Việt chỉ có trên V Channel lúc 20 giờ thứ bảy.